Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam Airlines chưa hoàn thành báo cáo tài chính, nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu. Theo thông tin ngày 13 tháng 4 từ CS Aviation, một nhà cung cấp thông tin tình báo hàng không, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam đã từ chối yêu cầu của Việt Nam Airlines được có thêm thời gian để hoàn thành các báo cáo tài chính năm 2022 và yêu cầu công bố chúng ngay lập tức. Việc từ chối này được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào chiều ngày 12 tháng 4. Hình ảnh tin trên trang CHAVIATION. Aviation. Theo đó, cuối tháng trước, Vietnam Airlines đã yêu cầu gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2022 với lý do tình hình kinh doanh phức tạp và hậu quả từ Covid-19 cùng với quá trình tái cơ cấu đang diễn ra. Tuy nhiên, việc này đã không được chấp thuận bởi cơ quan giám sát chứng khoán vì lý do khoản công bố thông tin báo cáo tài chính không phù hợp với các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do khác mà cơ quan quản lý có thể cho phép hoãn. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã yêu cầu Việt Nam Airlines khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo đúng quy định. Các công ty ở Việt Nam đã phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký và không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức 31 tháng 12 hàng năm. Việt Nam Airlines đã không tuân thủ các quy định này và đã bỏ lỡ thời hạn công bố báo cáo tài chính năm 2022. Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo đến Việt Nam Airlines về nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu trong trường hợp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 cho thấy vốn chủ sở hữu âm đây là cảnh báo thứ hai sau cảnh báo tương tự vào tháng 9 năm trước, hình ảnh máy bay Việt Nam Airlines. Điều này sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của hãng, đồng thời ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của Việt Nam Airlines trong mắt các nhà đầu tư và khách hàng. Theo quy định, các công ty có khả năng bị hủy niêm yết tại Việt Nam nếu lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ đã góp hoặc nếu vốn chủ sở hữu giảm xuống mức âm hoặc nếu thua lỗ trong 3 năm liên tiếp. Việt Nam Airlines ghi nhận khoản lỗ lớn trong năm 2020 và 2021, lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 13.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất của nửa đầu năm 2022 cho thấy, công ty vẫn gặp nhiều khó khăn tài chính với khoản lỗ rồng hơn 5,1 nghìn tỷ đồng, theo chaviation.com. Việt Nam đã thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để kiểm soát dịch COVID-19 từ năm 2020, và chỉ mới chính thức mở cửa du lịch quốc tế vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, lượng khách từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản phục hồi rất chậm. Vì các chuyến bay quốc tế chiếm tỷ trọng đáng kể, Việt Nam Airlines đang gặp nhiều khó khăn trong việc xoay sở tình hình tài chính. Hình ảnh du lịch Việt Nam sụt giảm. Vào cuối tháng 9 năm trước, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã cải thiện tình hình vốn chủ sở hữu âm sau khi bổ sung gần 8.000 tỷ đồng thông qua phát hành thêm gần 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Chính phủ Việt Nam nắm giữ gần 90% cổ phần của Vietnam Airlines. Trong khi đó, tập đoàn hàng không ANA Nhật Bản sở hữu 5,6%, phần còn lại là thuộc về các cổ đông nhỏ khác. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, được thành lập vào năm 1993, là một trong 10 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Việt Nam. Trong tháng trước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Việt Nam, đã công khai báo cáo tài chính năm 2022 với khoản lỗ hơn 26.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của các công ty, cho phép các nhà đầu tư và cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty. Việc từ chối yêu cầu gia hạn của Vietnam Airlines cho thấy sự quan tâm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến tính minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam Airlines chưa hoàn thành báo cáo tài chính, nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu. Ngọc Thơ thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khám phá sự thật về tổ chức chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam. Đã có hơn 60 người trong nước bị bắt và bị kết án theo những tội danh rất nặng với cáo buộc là thành viên của tổ chức tự xưng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có rất nhiều người thắc mắc về hoạt động của tổ chức này vì không rõ liệu có kêu gọi khủng bố như công an Việt Nam cáo buộc hay không và cách mà tổ chức này thu hút người trong nước tham gia như thế nào. Hình ảnh bài trên AFA. AFA tiếng Việt có bài viết về vấn đề này được đăng vào ngày 13 tháng 4. Theo đó, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức được thành lập tại California bởi ông Đào Minh Quân vào năm 1991. Tuy nhiên, tổ chức này không được quốc tế công nhận và chỉ có một số ít thành viên cụ thể. Bà Lâm Ái Huệ, một thành viên của tổ chức này tự xưng là trung tướng và cho biết mục tiêu của tổ chức là giải thể chế độ cộng sản, lấy lại đất nước bằng đường lối ôn hòa là trưng cầu dân ý. Tổ chức này cũng tự xưng rằng ông Đào Minh Quân là tổng thống, được bầu cử bởi người dân trong nước và đã có mặt trong nhiều sự kiện cùng với chính phủ Hoa Kỳ và liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, AFA cho biết chưa có thông tin về bất cứ cuộc bầu cử nào của tổ chức này được quốc tế đưa tin và công nhận, cũng như không tìm thấy bất kỳ sự kiện nào có ông Đào Minh Quân hoặc đại diện của tổ chức này được tham gia cùng với chính phủ Hoa Kỳ hay liên minh châu Âu tổ chức này đã hứa hẹn cấp mã số id cho những người tham gia trưng cầu dân ý và bầu cho ông đào minh quân làm tổng thống nếu chính phủ có chương trình an sinh xã hội những người này sẽ được ưu tiên trước những người tham gia tổ chức này tại việt nam đã bị bắt giữ và bị cáo buộc tham gia các hoạt động chống chính quyền bao gồm các hành vi bạo lực và khủng bố như chế tạo bơm xăng đốt nhà để xe sân bay hình ảnh trang web của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời Bà Lâm bác bỏ cáo buộc về kêu gọi khủng bố của tổ chức Đệ Tam Cộng Hòa và nói rằng mục đích của ông Đào Minh Quân chỉ là thu thập ủng hộ từ người dân. Bà Lâm cũng không có thông tin về việc chính phủ Hoa Kỳ đã công bố gì về tổ chức này. Tuy nhiên, bà Lâm cáo buộc chính quyền Hà Nội sợ tổ chức của ông Đào Minh Quân sẽ về Việt Nam để lấy lại đất nước và do đó đã bắt giữ nhiều người của tổ chức. Bà Lâm khẳng định rằng tổ chức này sẽ bảo vệ những ai đấu tranh chống Cộng sản nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về các hành động. Phóng viên AFA không thể liên lạc được với ông Đào Minh Quân từ năm 2018. Bà Lâm cho biết chỉ có khoảng 10 người thực sự theo tổ chức của ông Đào Minh Quân và đa số những người này đang chịu án tù nặng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam chưa phản ánh về việc các thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị bắt giữ và bị kết tội với các cáo buộc liên quan đến khủng bố trong khoảng từ năm 2018 đến nay. Theo ông Nguyễn Trường Sơn, chuyên gia về Việt Nam của tổ chức Ân xá Quốc tế từ năm 2018 đến năm 2021, các tổ chức nhân quyền thường rất cẩn trọng trong việc đối phó với các vụ án liên quan đến chính trị và có yếu tố bạo lực hoặc khủng bố. Hình ảnh phiên xử 12 người bị cáo buộc thuộc tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 2018. Theo tôi, lý do chính mà các tổ chức nhân quyền không lên tiếng về các vụ án liên quan đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là do các cáo buộc của nhà nước rất nghiêm trọng và liên quan đến khủng bố. Trước đây, các tổ chức nhân quyền đã tránh lên tiếng trong các vụ án mà người bị cáo buộc sử dụng bạo lực. Theo ông Sơn, thông tin về các vụ án chính trị tại Việt Nam hiện nay, bất kể có liên quan đến bạo lực hay không, đều rất ít được công khai. Vì vậy, các tổ chức nhân quyền không có điều kiện để xác minh các cáo buộc của nhà nước một nguyên nhân khác mà các tổ chức nhân quyền không phản ánh về các vụ án liên quan đến chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời là do số vụ bắt giữ người bất đồng chính kiến tăng cao từ năm 2017 đến nay do đó các tổ chức này tập trung vào việc xác minh thông tin về các vụ án mà họ có năng lực để tiếp cận quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin khám phá sự thật về tổ chức chính phủ quốc gia Lâm thời Việt Nam Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo d